Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm thi tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con họng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Như các anh chị em cũng rất quen thuộc rồi. Một tuần chúng ta sẽ có một bản tin để chúng ta view lại bộ ba tham số sung của thị trường ở trong tuần vừa qua để chúng ta xem thử xem là À, nó đang tốt hay nó đang xấu nó đang tích cực hay nó đang tiêu cực đúng không ạ và chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng thì một tuần à, chúng ta có một bản tin này thì sẽ được up lên trên kênh chứng khoán chiến binh tên rừng có sóng hàng ngày sau khi mà chúng ta kết thúc một phiên giao dịch đúng không ạ thì chúng ta cần phải phân tích chúng ta cần phải tổng hợp lại bộ ba tham số để uh, chúng ta xem thử rằng à như vậy những cái nội dung mà chúng ta có phân tích chúng ta có đề cập ở trên bản điểm như tuần thì uh, như vậy nó có đi đúng theo những cái quỹ đạo mà chúng ta phân tích hay không đó và bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số vn chỉ số vn 30 và chỉ số phái sinh nó giống như các anh chị nhá nó giống như một cái đường ray à uh, để nó định hướng một cái đoàn tàu và cái đoàn tàu đó thì nó gồm rất nhiều các cái toa tàu thì mỗi một cái toa tàu đó thì nó giống như là một cái nhóm ngành ví dụ nhóm ngành banh là là một cái toa tàu và trên những cái toa tàu đó thì nó lại có rất nhiều các cái diện các cái ghế hoặc là các cái người mà đi lên toa tàu đó thì ở trong nhóm banh ví dụ như vậy chúng ta có rất nhiều các cái mã cổ phiếu thì để mà định hướng cho cả một cái xu hướng thị trường thì bộ ba tham số chung của thị trường nó có một vai trò rất là quan trọng với anh chị và với quan điểm của cá nhân đồng lê thì khi mà chúng ta phân tích được chúng đúng đủ bộ ba tham số chung của thị trường à thì như vậy là cái xác suất của chúng ta sẽ tăng thêm cái phần thắng và chúng ta sẽ giảm thiểu đi được những cái sự rủi ro thì bản tin phân tích nhận được thị trường tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 thì như thường lệ bộ ba tham đô chung của thị trường. Chúng ta sẽ view lại. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ view một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản gồm các mã cổ phiếu nhóm trụ, bất động sản khu công nghiệp, nhóm thép, nhóm bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Và còn rất nhiều rất nhiều các mã cổ phiếu ở trên thị trường chúng ta sẽ không đủ thời gian để chúng ta view ở trên bản tin tuần. Vậy thì nếu như các anh chị em quan tâm đến những cái mã cổ phiếu đó thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần cũng sẽ dành thời gian để trả lời uh, tất cả các cái câu hỏi của anh chị uh, đặt ra uh, với tất cả các cái mã cổ phiếu uh, trên những cái góc nhìn trên những cái quan điểm làm sao nó được tốt nhất và nó tối ưu nhất để các anh chị em tham khảo thì uh, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý là tất cả những cái nội dung phân tích trên video mang quan điểm cá nhân hùng lê vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng uh, chúng ta tham khảo nhiều nguồn uh, nhiều nơi và nhiều chỗ và để làm sao đó À, chúng ta biến những cái kiến thức ở trên mạng à những cái kiến thức mà chúng ta thu thập được thành cái kiến thức của mình để à, chúng ta một cái mục tiêu một cái mục tiêu duy nhất đó là chúng ta sinh tồn các anh chị sinh tồn và phát triển ở trên thị trường chứng khoán à, chúng ta phải sinh tồn được rồi chúng ta mới phát triển được chứ còn nếu mà lên thị trường chứng khoán đúng không ạ và chúng ta bị à, cá mập đúng không ạ chúng ta bị à, các cái cú ngã đúng không ạ à, bị thị trường của chúng ta Uh, chi phối và chúng ta không không sinh tồn được thì chúng ta sẽ không phát triển được đầu tiên chúng ta phải học cách sinh tồn đó sau đó chúng ta mới học cách phát triển và để sinh tồn và phát triển được thì <laughs> Nhung đã chia sẻ rất nhiều các cái bản tin video rồi chúng ta cần phải cố gắng học tập ở uh, trên một cái quan điểm uh, như vậy anh chị nhá phần thứ nhất thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu đi view uh, bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua chỉ số index từ phiên giao dịch ngày 4 đến ngày 8 thì uh, như chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích dự báo ở trên bản tin tuần video số 252 uh, sau khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ sáu có những cái điểm khởi động khá là tích cực uh, và uh, sau đó thì liên tục có những gì ạ, có những cây nến uh, có những cây nến giảm đúng không ạ và dự báo vào phiên giao dịch ngày 4 thì có thể là VNI của chúng ta sẽ có những cái điểm kéo gáp về quanh vùng 1261 và sau đó nó sẽ tiếp tục test về vùng 1250 và tại vùng 1250 đến vùng 1252 chúng ta tiếp tục theo dõi các động thái tạo lập của thị trường tại vùng này để chúng ta tiếp tục đánh giá. Thì các anh chị nhìn thấy là trong mẫu chốt là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì thị trường chúng ta không có gáp tăng các anh chị không có gáp tăng ngay từ đầu phiên Nó chỉ có một gáp nhỏ nhỏ ở đây thôi Về bản chất là có gáp tăng Nhưng mà cái gáp tăng này nó không về đến vùng 1261 Mà nó về đến khoảng quanh vùng 1257 điểm Sau đó thì chúng ta có cây đến giờ thứ nhất Cây đến giờ thứ hai Chỉ số VNI của chúng ta thủng qua vùng 1250 và khi chỉ số này bị thủng qua thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đó chính là vùng 1245 điểm các chị và biên hỗ trợ kỹ thuật tuần đó chính là vùng 1240 đến quanh vùng 1245 thế thì trong phiên giao dịch của ngày 4 và ngày 5 thì chỉ số VN index chúng ta test khá là tích cực và đến phiên giao dịch của ngày 6 ở thị trường của chúng ta khá là hưng phấn khi mà à, chúng ta bắt đầu ờ có những cái kết quả bầu cử của tổng thống Mỹ và hai cây nến giờ phiên chiều đấy là hai cây nến giờ kéo khá là mạnh đúng không ạ trước cái đà tích cực trước cái đã hứng phấn và bước vào phiên giao dịch ngày 7 tháng 11 thì như các anh chị biết rồi à, tối ngày 6 tháng 11 thì chỉ số Dow Jones à, đóng cửa à, đâu đó khoảng à, nó kéo khoảng tên trên 1 300 điểm các anh chị đó là một cái mức kéo cực kỳ căng một kéo rất là tốt dẫn đến cái câu chuyện là gì vào phiên giao dịch của ngày 7 thì như chúng ta phân tích ở đây đúng không ạ gáp tăng dự kiến sẽ kéo về quanh vùng 1265 thì trên thực tế là nó kéo về đến vùng 1267 và trong phiên giao dịch ngày 7, ngày 8 thì về cơ bản là chỉ số VNI của chúng ta à, tiếp tục quay trở về à, test công tích lũy. Thì về lý thuyết là gì? À, chúng ta có phân tích cái target tuần này ở vùng 1264 đến quanh vùng 1267 thì về cơ bản là nó đạt. Đồng thời thì nó cũng loanh quanh chỉ số VNI test à, tích lũy ở quanh vùng 1245 đến khoảng quanh vùng 1250. Đó. Thế thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về phiên giao dịch ngày 8 tháng 11 một chút xíu à, Vào phiên giao dịch ngày 8 tháng 11 thì Nhung đã có phân tích dự báo ở đây Chỉ số VNI khả năng sẽ có những cái điểm kéo về quanh vùng 1264 Test tích lũy lại ở vùng 1255 đến vùng 1257 Tích lũy thành công đảo long thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục định hướng à, Chỉ số VNI của chúng ta đấy đây các anh chị vùng cả 1264, 1265, 1267 và xa hơn sẽ là vùng 1270 thì các anh chị nhìn thấy là cây đến giờ đầu phiên thì chỉ số VN Index chúng ta đã có gáp tăng và điểm mở gáp nó đã đạt được đến cái target kỳ vọng ở quanh vùng 1264 nó quay trở về test ở vùng 1255 điểm ở ba cây đến giờ ở trong phiên sáng và cây đến giờ đầu của phiên chiều thì như vậy chỉ số VNI chúng ta có sự phục hồi Tuy nhiên cây đến kết thúc phiên thì nó lại hơi vô duyên đúng không ạ à, Nó đã à, xóa mất cái nỗ lực phục hồi của cây nến từ 13 đến 14 giờ và đóng cửa thì à, chỉ số VNI chúng ta bị thất bại ở vùng 1255 điểm và đang lùi À, sát đến cái vùng ngưỡng đó là vùng 1250 đến vùng 1252 chính là cái biên test mà chúng ta có nói đến ở trên bản tin tuần video số 252. Thì với cái kịch bản như thời điểm hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo điều gì khả năng VNI sẽ có các điểm kéo lại ở khoảng quanh vùng 1255 đến vùng 1257 và tại đây thì chúng ta cần sẽ phải chờ đợi thêm và khi có những khoảng gáp kéo như vậy thì khả năng là VNI sẽ quay trở về test ở vùng 1250 đến vùng 1252 trong trường hợp thủng vùng 1250 thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến vùng 1240 1243 và vùng 1245 điểm ở đây đó chính là những cái điểm mà gì ở chỉ số VNI có thể sẽ quay trở về back test lại tức là nó phải hình thành được cái mô hình VK ở đây à, trong tuần tới thì đó là những cái kịch bản mà chúng ta cần phải lưu ý và test đi thành công thực tế thì nếu như chỉ số VNI chúng ta test được ở trên vùng 1250 đến vùng 1252 là khỏe nhất à, Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải tính toán đến những cái kịch bản mà nó xấu hơn đúng không chị đó và trong trường hợp nếu nó lùi lại đây thì như vậy là chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta quan sát thêm cái sự vận hành của thị trường ở quanh vùng 1240 1243 1245 đó test tư thành công thì target tuần thường vẫn tiếp tục dự báo ở tuần tới nó vẫn sẽ tiếp tục hướng về quanh vùng 1265 đến khoảng quanh vùng 1270 điểm Bây giờ thì chúng ta sẽ đi view ở chỉ số VN30 ở trên à, trong cái tuần vừa qua từ phiên giao dịch ngày 4 đến ngày 8 tháng 11. Thì cái phiên giao dịch của ngày thứ hai các anh chị, à, ngày 4 á, thì như ông đã có phân tích rồi, khả năng VN30 khả năng sẽ có cái điểm kéo về 1331. À, nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ kéo được về quanh vùng 1327 thôi và sau đó nó đi test. Các cái điểm test mục tiêu thì ông đã phân tích rồi, 1325 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1316 đến vùng 1320. Thì các anh chị nhìn thấy là hai cây nến giờ đầu của phiên giao dịch ngày 4 thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta test về đến vùng 1316 luôn. Các anh chị. Và phiên giao dịch ngày 4 ngày 5 thì cũng rất là may mắn chỉ số VN30 chúng ta test tích lũy thành công ở trên vùng 1310 đến vùng 1312. Phiên giao dịch ngày 6 thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? À, kết quả công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ thì chỉ số VN30 chúng ta có mức tăng trên 15 điểm, vượt qua vùng cản chéo ở phiên giao dịch ngày 7 thì chúng ta cũng phân tích cáp tăng lên vùng 133 1335 và sau đó nó sẽ test lại biên 1332 đến vùng 1325 thì chúng ta nhìn thấy là 13 1322 ở đây 1322 ở đây các anh chị nhé và phiên giao dịch của ngày mùng 8 thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi VN30 khả năng sẽ bật lên ở vùng 1330 thì các anh chị nhìn thấy cây nến giờ đầu đầu tiên á đầu phiên á thì VN30 chúng ta đã uh, vượt lên đến vùng 1331 rồi và nó quay trở về test tích lũy ở quanh vùng 1322 chắc chắn là khi nó tạo thành những cái điểm này thì nó sẽ bách test quay trở lại và test thành công thì khi đó chúng ta mới tính toán đến vùng 340 thì các anh chị nhìn thấy là ba cây nến giờ phiên sáng đúng không chỉ số VN30 chúng ta test về vùng 322 và cây nến giờ phiên sáng thì bị thất bại ở vùng 1322 cây nến giờ phiên chiều thì có sự phục hồi tuy nhiên sự phục hồi này cũng không quá mạnh mẽ dẫn đến câu chuyện là VN30 chúng ta à, có những điểm lùi sâu về vùng 1312 kịp rút chân lên trên vùng 1316 đó thì cái cây nến này vẫn là một cây nến đỏ và tổng quan ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì VN30 chúng ta vẫn bị thất bại tức là vẫn xuất hiện một cây nến đỏ ở đây điều đó cho thấy rằng là như vậy là khả năng là thị trường chúng ta trong tuần tới sẽ bách test lại cái chị sẽ bách test lại vùng 1310 đến vùng 1312 thì với tinh thần như vậy thì chúng ta sẽ dự báo điều gì phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới khả năng VN30 sẽ có các cái điểm kéo lại ở khoảng quanh vùng 132 đến vùng 325 khỏe thì nó kéo lên đến vùng 325 yếu yếu thì kéo về mùng 1323 đây à, 1322 1322 1322 đây 1323 và test tích lũy quay trở lại thì như vậy là chúng ta tính toán đến điểm 1310 đến vùng 312 à, hoặc nếu khỏe tức là nó phụ thuộc vào cái cây đến giờ đầu phiên đó các chị cây đến giờ đầu phiên nó hồi càng khỏe thì nó càng có biên để nó quay trở lại test ví dụ như nó hồi lên đến vùng 1325 thì khả năng nó chỉ test về vùng 1315 đến vùng 1317 còn nếu nó chỉ về hồi về quanh vùng 1322 thì khả năng nó phải test về quanh vùng 1314 đó nó phụ thuộc vào cái tín hiệu của cây đến giờ đầu phiên à, giao dịch của ngày thứ hai để chúng ta phân tích tiếp và cả kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn 1325 bứt được vùng 1325 thì chúng ta sẽ tiếp tục xây lại target tuần đó là vùng 1335 đến khoảng quanh vùng 1340 Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 F1M hay còn gọi là chỉ số phá sinh thì đối với chỉ số này thì cũng có phân tích cho các anh chị em ở trên trạng kỹ thuật M5. Thì bước vào phiên giao dịch ngày 4 thì chúng ta có phân tích một cái một cái chi tiết khá là quan trọng ở vùng 1334 điểm ở đây sẽ là gáp kéo lên và trên thực tế thì phá trình chúng ta có những cái điểm kéo về quanh vùng 1333 và ở đây chúng ta có một cái điểm nhận kỹ thuật đó là gì? Cản chéo về mặt kênh xu hướng. Thì sau những cái điểm kéo như vậy thì phá sinh ngược ra dự báo sẽ test về vùng 1325, điểm sâu hơn sẽ là vùng 320 và các anh chị lưu ý là chúng ta cũng đã có uh, những cái kịch bản là gì tại vùng 1320 thì có thể sẽ xuất hiện những cây nến những cái mô típ nến với râu nến dưới dài và điểm đóng nến phải vượt lên ở trên vùng 1320. Thì các anh chị nhìn đây là một cái mẫu hình này rồi liên tục nó test anh chị, nó test ở vùng 1318 đến vùng 1320 và đến 13 giờ phiên giao dịch ngày năm thì nó bật lên và đến Ờ, phiên ngày 6 thì nó mà, gọi là, là là, là 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 nó tạo gáp luôn trong phiên ngày 6 thì nó tạo gáp luôn và nó vượt lên được trên vùng 1323 đến vùng 325 điểm ở đây Thế thì phá sinh ở trong tuần chúng ta có target tuần ở vùng 1340 đến khoảng quanh vùng 1342 thì các chị nhìn thấy rồi đúng không ạ chỉ số phá sinh của chúng ta cũng đã có những cái điểm đánh lên đúng không à vùng 1340 đến vùng 1342 ở trong phiên giao dịch à, phiên giao dịch ngày mùng 5 đúng không anh chị anh chị chồng tí phiên giao dịch ngày mùng 5 thì uh, như vậy là phá sinh của chúng ta lên đến vùng 1340 và đến à, ngày mùng 6 và đến phiên giao dịch ngày mùng 7 thì như vậy phá sinh của chúng ta vượt lên đến uh, sát đến điểm 1343 và cái mắc của nó tạo được là 1343 uh, phía 6 điểm uh, trước khi mà nó diện nó hình thành một cái cản chéo đây và nó bắt đầu gì nó bắt đầu quay trở lại bách test chỉ cung Thế chúng ta nói sâu vào phiên giao dịch ngày mùng 8 à, chúng ta zoom to lên đúng không? ạ, Phiên giao dịch ngày 8 thì chúng ta cũng đã có bản tin phân tích rồi. Thì đối với phiên giao dịch ngày 8 thì cũng có phân tích dự báo điều gì? Phá sinh sẽ có các cái điểm kéo lại ở quanh vùng 1338. Sau đó thì có thể back test và nó sẽ hướng đến cái vùng cản chéo của nó ở đây là vùng 1340 đến vùng 1342. Thì các anh chị nhìn thấy là ngay đầu phiên thì nó không test luôn và nó kéo lên đến vùng 1340 cộng ở đây và nó bắt đầu sau đó nó mới test đúng không? ạ thì cái quá trình nó test thì nó như vậy thôi để nó về đến vùng 1332 này à, vùng 1332 bị thất bại thì như vậy là nó sẽ tiếp tục lùi đến vùng 1328 đến vùng 1330 và tại vùng 328 1330 thì như vậy là các anh chị nhìn thấy đấy rồi phá sinh nó cũng tích lũy khá là tích cực Tuy nhiên à đến cái sau khoảng tầm 14 giờ nha 4 giờ thì nó có một cây m5 đây là một cây đến rất có ý đồ tức là tại vùng 1328 nó thả các anh chị nó thả nó ép nó nó ép và nó ép khá là sâu thì như vậy là gì À, chúng ta quan sát ở đây thì phá sinh của chúng ta lại lùi lại về đến vùng 1318, đến vùng 1320 và kịp à, nó cũng kịp gọi là phục hồi nhẹ lên vùng 1324. À từ vùng 1318 đến vùng 1324 tức là nó rút chân lên được tầm 6 điểm à, trước khi mà chúng ta kết thúc à, phiên giao dịch cuối tuần. Thì với cách thức vận hành hiện tại như thế này thì rất có thể là gì chỉ số VN30F 1M có thể có các cái điểm kéo nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 1324. À không phải điểm này là một xin lỗi cả nhà, 1328 đánh bị nhầm đấy đây anh chị này sẽ có những cái điểm kéo lại ở khoảng quanh vùng 1328 rồi và sau những cái điểm kéo như vậy thì nó sẽ có hai cái vùng test một là test lại vùng 1324 và điểm sâu hơn thì như vậy rồi các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ à, phiên giao dịch của ngày năm thì phá sinh của chúng ta cũng test tích lũy ở khoảng quanh vùng 1318 đến vùng 320 phục hồi và nó tuần này thì nó lại bách test quay trở lại ở đây như vậy vùng 1318 đến vùng 320 chúng ta sẽ tiếp tục gì à, đó sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần và target tuần thì ở đây chúng ta có một cái điểm cản chéo ở đây vậy thì trong cái quá trình phục hồi thì chúng ta sẽ chú ý đến cản tuần ở đây đó chính là vùng 1336 đến vùng 1338 và trong trường hợp nếu mà phá sinh của chúng ta xuất hiện được những cái cây nến gọi như thế này các chị và khi về đây thì nó sẽ phải gì nó sẽ sẽ phải mất thời gian và có thể nó sẽ cần phải có một cái nhịp test tích lũy quay trở lại rồi sau đó nó mới vừa thoát đi lên được và vượt được cái vùng 1338 thì như vậy thôi thì chúng ta lại tiếp tục xây cái ta cái kỹ thuật của phá sinh ở hướng về khoảng quanh vùng 1.342, 1340, 1342, 1343 ở đây nôm na là khi mà vượt được cái vùng này thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nói những cái câu chuyện về phá sinh và nói những câu chuyện về phá sinh thì chúng ta đã có những cái bản tin phân tích hàng ngày các anh chị chú ý đó xem rồi và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung thứ hai đó là chúng ta sẽ đi view ở một số các cái danh mục cổ phiếu cơ bản các anh chị nhá gọi là cơ bản và đối với danh mục này thì khi anh chị em mà lên thị trường chứng khoán thì gần như ai cũng biết khá là đại chúng, rất cơ bản. đúc cờ, trong tuần chúng ta dự báo cái điểm ở đây là điểm 65.5 à test à, back test về đây và kỳ vọng phục hồi. Tuy nhiên trên thực tế thì mrg ngay cây nến giờ đầu phiên thì nó đã bị thủng vùng 65.5. Do đó thì nó phải test lại cái vùng hỗ trợ từ phiên giao dịch của ngày 21 đến ngày 31 tháng tháng 10 ở quanh vùng 64.8 đến vùng 65.1 có vừa thoát đi lên à, cây đến kết tuần thì có thời điểm là gì nó đã thủng qua vùng 64.8 nhưng nó cũng kịp phục hồi do đó thì có thể là gì nó sẽ có tiếp một đến hai cây đến giờ kéo căng lên đây và khả năng thì với cách vận hành như thời điểm hiện tại thì mở sẽ quay trở về test lại vùng 64.5 điểm sâu hơn là vùng 64 Tết uh, test TV thành công thì mục tiêu như vậy thôi khả năng sẽ um, kéo lại vùng cản kỹ thuật ở đây đây các anh chị đây vùng cản kỹ thuật của nó đây thì như vậy ở đây thôi ở quanh vùng 66.5 đến khoảng quanh vùng 67 man san thì uh, trong giai đoạn vừa qua khá là mất tay các anh chị khá là mất tay khi mà quỹ cơ cấu này và đặc biệt là cái câu chuyện là man san đã đạt được Mark target kỹ thuật của nó ở quanh vùng 82 vùng cả kỹ thuật các anh chị có thể theo dõi ở trên trạng ngày thì các anh chị sẽ nắm được cái điểm đó Thế thì trong tuần vừa qua chúng ta dự báo cái điểm 73.5 à, nó tích lũy khá là tốt cho đến phiên giao dịch ngày 7 đúng không ạ? Và bản chất là đến phiên ngày hôm nay, phiên ngày 8 thì như vậy là kết thúc à, tuần thì san lại tương đối mất tay. Và với việc mà san mất tay như thế này thì khả năng tuần tới nó sẽ quay trở về các cái điểm ở khoảng quanh vùng 71, 70.5 đến khoảng quanh vùng 70. Thì cái hỗ trợ mạnh của san ở trong nhịp này đó là quanh vùng 70, kỳ vọng test tích lũy thành công thì như vậy mục tiêu. À, chúng ta lại tiếp tục hướng lại quanh vùng 74.5 đến khoảng quanh vùng 75. Cổ phiếu Vinamilk ở trong tuần chúng ta có phân tích điểm 65, 65.5 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật, cản trên sẽ là vùng 67. Nhìn chung thì trong tuần Vinamilk sideways đi ngang, à, không có quá nhiều động lực đúng không? ạ, Vượt lên rồi lại test lại, test lại rồi lại vượt lên như vậy tuần tới lại tiếp tục vùng 65, 65.5 kỳ vọng test đi thành công, target kỹ thuật ở trong ngắn hạn vẫn là vùng 67. BVH ở trong tuần có tín hiệu khá là tích cực khi mà cổ phiếu này đã test tích lũy thành công ở vùng 43.2 đến vùng 43.4 ở đây các anh chị nhá. Đấy. Đấy nhá. nó test lại đây này. Và ta các kỹ thuật tuần ở vùng 44.2 đến vùng 4.5 thì về cơ bản là gì? Ở cổ phiếu BVH đã ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày mùng 8 ở cây đến giờ thứ hai thì BVH đã có mức lực kéo khá là mạnh. Các anh chị vượt qua được vùng 41.5 và sau đó thì nó cũng có ba cây nến giờ bách test quay trở lại vùng 4.5 đến khoảng quanh vùng 44.7 với cách test tích lũy như này thì khả năng tuần tới à, kỳ vọng BVH sẽ test tích lũy thành công ở vùng này à, và và sẽ hướng đến cái vùng cảng tiếp theo ở khoảng quanh vùng 46 Cổ phiếu J cũng bắt đầu xuất hiện các cái tín hiệu kỹ thuật tích cực rồi sau một cái giai đoạn mà di giảm tương đối là dài và tuần này thì nó cũng bắt đầu có những tín hiệu tích cực quay trở lại và các anh chị nhớ là cây nến giờ kết thúc phiên của ngày thứ sáu là quỹ ETF cơ cấu và như ông đã có nói rồi đây là một cây nến bất thường và sau một cây nến bất thường đó thì chúng ta sẽ cần những cây nến bình thường trong trường hợp G phục hồi lại trên vùng 62.5 thì như vậy là chúng ta sẽ kéo target kỹ thuật của J lên vùng 64.5 và các anh chị nhìn thấy cây nến giờ thứ nhất vào phiên đúng không ạ vào phiên giao dịch ngày thứ hai và đến cây đến giờ thứ hai thì di phục hồi mạnh mẽ vượt qua vùng 62.5 và tiến về vùng 63 và đây là gì ở à, đây là tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện gì à như vậy là ông gì sau bất thường thì ông chuyển sang bình thường ở đây rồi đúng không ạ và ông sẽ à, về được cái vùng 64.5 đó vậy thì trong tuần trước thì cũng có phân tích có cho anh chị là gì Uh, tại sao lại nói như vậy và nhiều người thì bảo ơ ông này nói hai nước nhưng mà câu chuyện là gì chúng ta phải quan sát bởi vì đây là một tín hiệu bất thường thì chúng ta phải cần chờ tín hiệu sau đó để chúng ta xem từ à sau những cái bất thường đó thì nó có bình thường không và đây nó quay trở lại quỹ đạo bình thường đó thì khi mà nó xuất hiện được cái cây, cây cây nến giờ kết kết giờ như thế này đúng không ạ thì như vậy là cái phân tích này của chúng ta là đúng đúng không ạ và chúng ta kỳ vọng ở vùng 64.5 đến vùng 65 và tên thực tế thì nó đã lên được vùng 64.5 cộng nó test lại và nó vòng lên rồi nó lại test lại và cái cách test tích lũy này của G theo quan điểm cá nhân của người lê là khá là đẹp cho đó tuần tới vùng 64 đến vùng 64.5 nếu có thì nó sẽ còn có thể bách test lại một lần nữa để nó diện nó vượt cái đường cản chéo đây và target cái tuần của Z thì cũng sẽ kỳ vọng là Z sẽ hướng về khoảng quanh vùng 66.5 mã cổ phiếu PNC à, đối với PNC thì các anh chị có thể xem lại những cái thời điểm mà khi mà PNC kéo vùng 108 đúng không ạ thì cũng đã có phân tích khá là kỹ cái cách mà nó sẽ tạo lập nó sẽ rũ và hiện tại thì như vậy là vùng 92.5 đến vùng 94 ở trong tuần vừa qua đây là một cây nến quỹ cơ cấu gọi là cây nến bất thường và chúng ta sẽ cần cây nến bình thường quay trở lại, tức là có nghĩa là gì? À, trong trường hợp đến ngày đóng lại ở trên vùng 92.5 đúng không Thì khả năng à, PNC sẽ phục hồi và chúng ta có ba cây đến ngày phục hồi và hai cây nến ngày à, quay trở lại bách test với cách test như thế này. À, lực cầu khả năng thấp thì có thể tuần tới ở quanh vùng 91.5 đến vùng 92. Có thể là nó sẽ phải hình thành tiếp một cái điểm test đáy ở đây nữa Có mô hình cái kép rung à, rũ các thứ xăm xuôi rồi khi đó thì nó mới bắt đầu diện nó mới bắt đầu xu hướng phục hồi quay trở lại về khoảng quanh vùng 98. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và như vậy là tổng thống Trump đã lên nắm quyền và như hùng đã có phân tích rồi, 4 năm nhiệm kỳ của tổng thống Trump sẽ là 4 năm khá là tất bật bận rộn đối với mã cổ phiếu KBC. Nói riêng và ngành bất động sản khu công nghiệp nói chung và đúng là như vậy trong tuần vừa qua thì như vậy là KBC cũng đã có những cái lực cầu, có những cái sự phân tích khá là tốt. Cổ phiếu KBC, à, như vậy là chúng ta có phân tích các cái điểm test kỹ thuật của KBC lại quanh vùng 26.1 ở đây đúng không ạ? Và điểm sâu hơn thì có thể là đây, cái biến hỗ trợ ở đây nhưng mà trên thực tế là cái điểm mùng phân tích ở vùng 26.1 tương đối là sát. Target tuần ở vùng 27.8 đến vùng 28 thì trong phiên giao dịch của ngày 6 tháng 11 thì cổ phiếu này đã vừa thoát qua. Và sau khi vượt thoát qua thì nó tiếp tục tạo đà hưng phấn và à, tiếp tục quay trở lại lớp cáp và bản chất ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay hai cây đến giờ kết thúc phiên. Lực cầu bắt tương đối là tốt, chỉ hơi tiếc nối một chút là nó không đóng được trên vùng 29 cộng thôi. À, tuy nhiên với góc độ à, KBC nó quay lại ở vùng 28.3 như thế này thì cũng khá là ok rồi và việc mà KBC test tích lũy à, thành công của quanh vùng 28.3 có xu hướng phục hồi như này thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục dự báo KBC sẽ hướng về vùng cản 30, vượt 30 khi đó cũng sẽ tiếp tục cùng phân tích cổ phiếu SSC cũng rất thành công ở trong tuần vừa qua và đây một mã cổ phiếu cơ bản tốt và tích cực các anh chị nhá. Trong tuần thì có sự báo các cái điểm mà SSC sẽ quay trở lại test lại ở vùng 37.8 đến vùng 38. Lực cầu ở trong phiên giao dịch ngày 6 và phiên kết tuần khá là tốt với hai cây nến giờ kết thúc phiên giúp cho SSC thứ nhất là trong tuần nó vượt được cái vùng cản 40 đúng không ạ? cái tuần và sau khi vượt vùng 40 thì nó test lại và tiếp tục hướng về vùng 42.6 đến vùng 43 tức là cái target tuần khả năng tuần tới nó sẽ tiếp tục nó sẽ tiếp tục công ở vùng 43 đến vùng 44 các anh chị nhá. Và tại vùng 43 44 đây là vùng cản tâm lý tương đối là mạnh, do đó thì ông cũng sẽ dành thời gian để à để chúng ta phân tích thêm xu hướng. Cổ phiếu VGC à, đây các anh chị VGC thì như đã có phân tích rồi, à, khả năng sẽ quay trở về test lại ở vùng 40.3 đến vùng 40.5. Trên thực tế thì nó có test lại, có nhún nhíu xuống một lại ở vùng 39.5 đến vùng 39.7 và à, trước khi mà nó bắt đầu nó quay trở lại cái xu hướng phục hồi ở trong phiên giao dịch của ngày năm đúng không anh chị? Đó. Và với hai cây nến giờ kéo này, các anh chị nhìn thấy không? Và thêm một cây nến giờ kéo nữa, ba cây nến giờ kéo rất là khỏe. Và sau những cái điểm kéo khỏe đó thì nó cũng đã dành thời gian để gì? Nó back test lại ở khoảng xích soát tí nữa thì chạm vùng 41.5, đấy là vùng test cực đẹp. Với cách thức vận hành này của VGC à, tuần tới chúng ta sẽ đánh giá ở vùng 42, 42.2 Khả năng sẽ test tích vị thành công vùng này, target mục tiêu sẽ ở vùng 44 ITC, ITC cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ cơ bản tốt ở trong nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp Và con này nó giữ tiền khá là chắc các anh chị đấy, Bao nhiêu dòng bão nhưng mà đấy, bây giờ nó lại bắt đầu nó phục hồi nha các anh chị nhé, Nó phục hồi từ vùng 53 đó à, và tuần này thì nó bắt đầu vượt lên trên trên vùng 55.5 và Nhung đã có phân tích ở đây à, khả năng nó sẽ test lại vùng 55.5 và trên thực tế thì nó test lại ở cái phiên hỗ trợ 30 31 1 của tuần trước đó là vùng 54 6 đến vùng 55 sau đó thì nó phục hồi. Hai cây nến giờ bật tương đối là mạnh và cây nến này thì gần tím, kịch tím và bây giờ nó quay trở lại nó back test. Hai cây nến giờ phục hồi ở trong phiên giao dịch ngày với lực cầu À, khá là khỏe, khá là ok. Do đó thì tuần tới vùng 563 567 kỳ vọng sẽ test kỹ lý và test lưỡi thành công. Mục tiêu ở à, chúng ta tiếp tục hướng về vùng 58.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 60.5 và các anh chị lưu ý là khi mà Trump lên thì khả năng là cái cây của bất động sản công nghiệp sẽ khá là tích cực. Đó và chúng ta đang chứng kiến về cái xu hướng dòng tiền của nhóm này. Tuần tới thì uh, nhóm thép À, cũng sẽ là một cái nhóm mà các anh chị lưu tâm bởi vì trong thời điểm hiện tại thì chúng thấy rằng là thép cũng đang tích lũy khá là đẹp và tâm điểm. Ở đây chúng ta nói đến hai mã cổ phiếu tâm điểm của nhóm thép đó là Hòa Phát và Nam Kim. HPG trong tuần chúng ta dự báo cái điểm mà test kỹ thuật ở vùng 26.3 đến vùng 26.5 và các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày 4, Hòa Phát test rất đẹp liên tục có những cây nến râu nến dưới dài nhưng mà nó đều vượt lên vùng 26.3 cả đấy vượt lên vùng 26.3 vượt lên vùng 26.3 sau đó phiên giao dịch ngày năm thì nó xuất hiện một cây nến hammer để vượt lại vùng 26.4 cộng ở đây và từ đây thì nó bắt đầu phục hồi target tuần ở vùng 27.2 chính thức đạt được và mắc thì nó lên được vùng 27.3 và nó bắt đầu quay trở lại backtest bản thân ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì Ờ, chúng ta thấy rằng là cây đến từ 13 giờ đến 14 giờ thép khá là tốt thậm chí là à, hòa phát đã có thời điểm vượt lên đến vùng 27.5 rồi à, tuy nhiên kết thúc phiên thì nó lại bị lại vùng 27 và với cách thức vận hành như thế này thì tuần tới các anh chị lưu ý vùng 26.8 26.9 đến quanh vùng 27 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của thép hòa phát à, kỳ vọng test tích lũy thành công thì target tuần của nó sẽ hướng về vùng 27.8 đến khoảng quanh vùng 28 cổ phiếu nam kim hiện tại lực cầu khá là đẹp và nam kim ở trong tuần thì hình như là cũng bích bứt được qua cái vùng cản chéo đúng không tuần trước bứt đây tuần trước nó bứt một cái điểm cản chéo thứ nhất và tuần này thì hướng đến một cái điểm cản chéo thứ hai thì trong tuần Hùng có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật cho các anh chị ở đây đó là vùng 20.5 đến vùng 20.7. Đây các anh chị có phiên 4 và phiên 5 thì nó test tích cực ở quanh ngưỡng này. Và sau khi test tích cực ở đây thì như vậy là chúng ta có target 1 ở vùng 21.6, target 2 ở vùng 22. Trên thực tế thì nó đạt được đến vùng 21.6 và sau đó thì nó quay trở về backtest ở vùng 21.1 đến vùng 21.2. Kỳ vọng test tích thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn. Đó, mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ hướng về target ở vùng 22 đến khoảng quanh vùng 22.5. Cổ phiếu Hoa Sen thì hiện tại lực cầu nó hơi kém và à, trong tuần thì chúng ta cũng phân tích cái điểm 19.8 đến vùng 20, xét về bản chất kỹ thuật thì nó test ở 19.9 đến vùng 20 và target tuần thì chúng đã có phân tích cho các anh chị rồi, ở đây có vùng cản chéo vùng 20.4 đến vùng 20.5, 20.6 ở đây thì khi chạm đến cái vùng cản chéo này thì cổ phiếu chưa vượt thoát được các anh chị chưa vượt thoát được và nó đành phải lùi lại phiên ngày hôm nay thì nó cũng đang tích lũy khá tốt ở vùng 20.1 đến vùng 20.2 do đó tuần tới thì khả năng là gì à, HSG khả năng nó vẫn sẽ còn những cái điểm mà những cái điểm long form lại đây tức là những cái điểm bách test lại ở đây và nó chờ đợi nó chờ đợi tín hiệu dòng tiền để giúp cho cổ phiếu hòa phát bứt qua được à, xin lỗi cả nhà hoa sen bứt được qua cái vùng cản chéo ở đây và khi bước được qua những cái vùng cản chéo với lực cầu ổn định thì như vậy là gì? Chúng ta cũng sẽ có thêm những cái sự uh, phân tích về mã cổ phiếu này. Cổ phiếu VGS ở trong tuần chúng ta phân tích điểm 33 đến vùng 3.5. Đây là biên hỗ trợ thuật kỳ vọng test đi thành công target tuần ở vùng 36. Trên thực tế thì uh, nó đã test hỗ trợ và nó lên được đến vùng 35. Tuy nhiên tại vùng 35 này thì động lực nó cũng chưa đủ à uh, nó chị, nó chưa đủ lớn. Cho nên là cho nên là nó lại tiếp tục uh, quay trở về bách test ở đây anh chị nhìn bách test ở đây đúng không ạ à, ở vùng tuần tới lại vùng 33, 33 5 kỳ vọng test tích lũy thành công thì mục tiêu ở vùng 36 đối với con VGS đó, nó chỉ cần đánh khoảng tầm 1-2 cây đến giờ thôi là nó đã đủ cái target của tuần rồi anh chị lưu ý đối với mã cổ phiếu này thì nó chạy rất là nhanh nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp à, bất động sản dân cư thì đối với nhóm ngành này á, thì cũng đang uh, kỳ vọng đang kỳ vọng đang kỳ vọng à, sẽ có một con sóng kéo vào quý 4 và trước cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán và hiện tại thì nó vẫn đang tích lũy khá là dài Xeo ở trong tuần chúng ta phân tích điểm 14.8 đến vùng 15 target tuần ở vùng 16 trên thực tế thì uh, nó đã tích ở đây trong phiên giao dịch của ngày 4 ngày 5 vượt lên đến vùng 15.6 và nó lại cuối tuần nó lại quay trở về nó xoạc à, như vậy tuần tới lại 14.8 đến 15 à test tiếp thành công ta ghét tuần lại xây lên ở vùng 16 Hà Đô HDG ở đây thì trong tuần khá là đẹp à, điểm test đẹp và target tuần cũng rất là đẹp ở vùng 27 27.2 các anh chị nhìn thấy là cây vào phiên giao dịch ngày 4 có điểm test 27.2 à, tuần hùng phân tích ở vùng 28.5 thì hiện tại là đã có ba cây nến giờ hai cây nến giờ chạm được đến vùng 28.4 và rất nhiều những cây nến giờ thì nó đã vượt lên trên vùng 28.3 với cách thức hiện tại như này thì chúng ta nhìn thấy là cái lực cầu của Hà Đô cũng đang khá là tốt và nó đang sideway tích lũy sau đó tuần tới ở vùng 27.8 đến vùng 28 nếu test tích lũy thành công ở vùng 27.8 cộng thì cái việc mà Hà Đô vượt thoát vùng 28 để hướng đến các cái vùng cả tuần tiếp theo ở vùng 29 là rất là cao. Các anh chị lưu ý. HDC thì thi đấu hơi mất tay à, Đoạn này thi đấu hơi mất tay Sau khi mà nó lên được đến vùng 28 Thì nó rũ rất là mạnh Đó và trong tuần thì cũng đã có những cái sự phân tích Điều chỉnh về target à, Điểm tích lũy của nó vùng 25.3, 25.5 Đây các anh chị nhìn thấy nó tích lũy đến phiên giao dịch của ngày 7 cơ Ngày 6 và ngày 7 thì nó bắt đầu vừa thoát đi lên Nhưng mà ngày 8 thì nó lại trả hết rồi Như vậy tuần tới lại hai mươi Hơi đuối nhỉ yeah đánh này mất tay quá hoặc có thể là sẽ là vùng 25 nói chung con HDC này nó cũng ngấu hứng lắm có khi là nó nó sẽ xuất hiện những cái cây nến gọi là cây nến búa râu nến dưới test về vùng 25 và sau đó nó phục hồi lên à, ta ghét cái thuật tuần thì đây rồi vùng cản chéo tuần vừa qua thì chúng ta phân tích cản chéo ở vùng 27 27.3 còn tuần này thì phải hạ độ cao xuống ở vùng 26.5 đến khoảng quanh vùng 26.7 cổ phiếu Nam Long <laughs> tuần trước thì quỹ cơ cấu đúng không ạ và sau một cây nến bất thường thì chúng ta sẽ phải chuyển sang những cái tín hiệu bình thường đấy và đối với nam long này, anh chị này đấy một cây nến lên đúng không ạ cơ cấu thì cũng có phân tích là kiểu gì nó cũng phải test lại quanh vùng 40 và trên thực tế thì nó test test sâu tức là rũ hết cây nến này và bắt đầu lại quay trở lại nền 39 ba chín hai test điểm 1 bật long, test điểm 2 bật long và test điểm 3 bật long thì với cây nến giờ kết thúc viên ngày hôm nay là một cây nến giờ khá là quan trọng. À, nó lấp được uh, nó lấp, nó lắp được ba cái cây nến giờ giảm trước đó với một cái sự phục hồi với lực cầu khá là tốt. Do đó thì uh, tuần tới khả năng vẫn còn quanh điểm 39.2, 39.4. Uh, test đi thành công thì mục tiêu như vậy thôi, vẫn là ở quanh vùng 41.5, đến khoảng quanh vùng 42. Cổ phiếu KDH <laughs> ở đây chúng ta có vùng 32.8 đến vùng 33 uh, test tích lũy này ở trong tuần chúng ta dự báo có thời điểm thì nó thủng vùng 32.8 nhưng về cơ bản nó vẫn lấy lại được vùng này Ta target tuần ở vùng 34 đến vùng 34.2 thì nó đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 7 này cây đến giờ thứ hai ở cây đến giờ thứ hai trong phiên giao dịch ngày 7 thì KDH đạt được vùng 34 cộng và sau đó nó test này và phiên giao dịch ngày 8 thì như vậy là KDH test khá là đẹp 4 cây đến giờ lình hừng lình hừng ở vùng 32.2 À, 33.2 đến vùng 33.4 đây anh chị nha và cây đến giờ kết thúc phiên thì nó vượt qua được vùng 33.4 với một lực tăng khá là tích cực thì với cách hình thành như này thì khả năng tuần tới <laughs> tuần tới thì nó sẽ tích lũy thêm <laughs> đẹp thì nó sẽ tích lũy thêm ở quanh vùng 33.4 còn sâu sâu hơn thì ở đây thôi các cái mút nến mà nó xây ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay là khá là tích cực rồi đó và test đi thành công ở vùng này thì mục tiêu mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ phải hướng đến cái vùng 34 đến vùng 34.2 và trong trường hợp vượt thoát vùng 34.2 thì cái đó cũng sẽ tiếp tục phân tích các cái target kỹ thuật cao hơn cổ phiếu đạt phương đạt phương thì như cũng đã có phân tích rồi đúng không ạ đối với đạt phương chúng ta có phân tích cái điểm mà ở trong tuần và sau đó thì cái cây nến cơ cấu cái cây nến cơ cấu tuần trước thì nó khá là đẹp nhưng mà nó có một cái điểm ép này điểm ép này là khả năng nó ép hết tất cả những cái mã của những anh chị em mà còn cầm giữ này đấy một cây nến khá là sọc khá là mạnh và sau đó thì về cơ bản là phiên giao dịch ngày năm thì nó đã quay trở lại phục hồi được ở cái vùng 50.5 ở à, tín với tín hiệu này đúng không nó vượt lên và nó bắt 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 test lại như vậy tuần tới ở khoảng quanh vùng 51.5 đến khoảng vùng 52 kỳ vọng test đi thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn sẽ hướng về quanh vùng 55 <laughs> DG trong tuần cũng khá là mất tay à, test thành công à, phục hồi Tuy nhiên là kết tuần thì lại lại tụt như này thì lại khó nhỉ lại tích lũy 20.5 20.7 là biên mà chúng ta dự báo tuần à, target tuần ở vùng 21.8 đến vùng 22 thì lên được đến vùng 21.6 rồi lại xoạc lại như vậy thì tuần tới lại 20.5 20.7 ở đây nó có một kênh xu hướng ngắn thì kỳ vọng là test loanh quanh ở vùng 20.8 20.9 phục là quay trở lại thì lại vùng 21.8 đến vùng 22 đất xanh cũng như vậy à, làm vòng quanh vùng 17 cuối cùng cuối phiên kết tuần thì lại xoạc Đấy, nó tích lũy khá đẹp này. Đây 17 cũng 1 2 3 4 5 lần cái anh chị, 5 lần vượt lên 17 mà vẫn không giữ được. Trong tuần chúng ta phân tích cái điểm 16.35 đến 16.5 là biên hỗ trợ kỹ thuật thì ở đây nó test này. Rồi nó vượt lên đến vùng 17.3 17.4 17.35 này. Và phiên ngày hôm nay thì lại mất tay lại đóng đúng 16.35, đóng đúng cái điểm dưới của hỗ trợ tuần. Do đó thì tuần tới khả năng là nó sẽ lùi lại quanh vùng 16 16.1 các anh chị khả năng là nó sẽ như vậy trong trường hợp nếu như mà nó tích cực cái thì cây đến giờ đầu phiên chúng ta xem cây đến giờ đầu phiên của phiên giao dịch ngày thứ hai trong trường hợp nếu tích cực thì có nghĩa là nó đè nó sẽ đè luôn và nó vượt lại ở trên vùng 16.5 thì như vậy là ổn nhưng mà trong trường hợp mà nó là làng hoàng làng hoàng nó lùi lại thế này thì hơi hơi khoai và như vậy thôi lại 17.3 đến vùng 17.5 khó khăn cái vùng 17.5 khó khăn thật PDR <laughs> ở trong tuần khá là tốt khi mà chúng ta phân tích điểm 20.6 dự kiến sẽ là điểm test cung và ta gác cái thuật tuần ở vùng 22 thì như vậy là PDR đã vượt lên được trên vùng 22 cộng và sau đó nó sọc lại nó test à, với cách thức sọc test này ở vùng 21 đến khoảng vùng 21.3 tuần tới sẽ là biên tích lũy mục tiêu vẫn là à, hướng về vùng cản 22 break vùng 22 thì khi đó chúng ta sẽ xây dựng à, lên vùng 23 cộng Novaland nóng vãi lúa À, trong tuần vừa qua thì uh, quanh vùng 10.2 nó tích lũy từ phiên giao dịch ngày 17 nha 10.2 cứ lừng khừng lên rồi lại test lên rồi lại test Đấy tuần này lại 10.2 cộng trừ 0.2 luôn test đúng điểm 10.2 Nó test đúng điểm 10.2 trong phiên giao dịch của ngày 4 Và phiên ngày 7 thì bắt đầu có điểm phục hồi lên đến vùng 11 Chưa lên đến vùng 11.2 thì lại quay trở về backtest do đó tuần tới thì uh, nâng hạng mức lên một tí, nhà sau khi mà vượt trên nơi này thì khả năng ông test quanh 10.5, 10.6 thôi, uh, test tích lũy thành công rồi đảo long đi rồi mà hướng về vùng 11.2 đến vùng 11.5 thôi, chú anh em cổ đông cầm nó cũng hơi <laughs> mất tay. <laughs> nhóm mày mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm mày chứng khoán. Uh, đối với nhóm mày này thì trong hai tuần vừa qua hai tuần vừa qua có nghĩa là tuần trước và tuần này thì như vậy là nó đang gọi là test tích lũy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta kỳ vọng là à, sau những cái điểm test tích lũy đó thì nhóm ngành chứng khoán sẽ quay trở lại phục hồi để hỗ trợ xu hướng của thị trường. Cổ phiếu VCI à, dự kiến biên test kỹ thuật ở vùng 33.5 đến vùng 33.7. Đấy các anh chị nhìn thấy luôn ở trong phiên giao dịch ngày 4 có điểm test kỹ thuật cản tuần hùng phân tích ở vùng 35 có luôn ở trong phiên giao dịch ngày 7 đúng không? À, 35 và sau đó thì nó back test trở lại với cách test như này thì tuần tới ở vùng 34.3 34.5 kỳ vọng test đi thành công. Mục tiêu thì sẽ vẫn vượt vùng 35 để chúng ta xây về ở quanh vùng 36. Cổ phiếu HCM ở trong tuần chúng ta phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 28 đến khoảng vùng 28.3, 28.2 các anh chị nhìn thấy luôn có hai cây nến giờ ở HCM của chúng ta test về quanh vùng 28 và hiện tại xét HCM là test mô hình ba đáy. Đây các anh chị nhé, chạm vùng 28.2 thì nó bật long này, tạm 28.2 bật long này và nhịp này cũng chạm 28.2 bật long. Hơi tiếc một chút xíu đó là target tuần chúng ta xây dựng ở 30 thì nó mới lên được khoảng quanh vùng 29.6 và nó lại quay trở lại về back test. Như vậy tuần tới 28.8 đến khoảng quanh vùng 29 kỳ vọng test được thành công vùng này, target kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn ở vùng 30. Còn vượt được qua vùng 30 khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nói đến uh, Câu chuyện cổ phiếu này Cổ phiếu SSI <laughs> Ở đây chúng ta có vùng 25.8 đến vùng 26 các anh chị nhé, đây là biên hỗ trợ kỹ thuật này Và như vậy là gì, uh, trong tuần chúng ta có dự kiến điểm 25.8 đến vùng 26 Thì các anh chị nhìn thấy luôn trong phiên giao dịch ngày 4 của chúng ta có điểm 25.9 Và target tuần cũng có phân tích ở vùng 26.6, có luôn vùng 26.6 Quay trở lại test như vậy thì ở đây nó vì cái cây nến này là một cây nến mà nó đang nằm ở vùng 262, 261 đó các anh chị và nó bị mất tay ở kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay do đó thì chúng ta sẽ cần cây nến giờ đầu phiên giao dịch của ngày thứ hai để chúng ta tính toán. Trong trường hợp nếu như mà SSI của chúng ta vượt qua được vùng 26.2 ở cái nến giờ đóng phiên thì như vậy là chúng ta dự báo đó là một cái xu hướng khá phục hồi à, khá là tích cực để chúng ta dự kiến cái sự phục hồi về khoảng quanh vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 Tuy nhiên trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu HCM bị thủng qua vùng 26.2 tức là chúng ta xuất hiện tiếp một cây nến giờ đỏ đặc. Các anh chị lưu ý à, ví dụ như vậy nó xuất hiện tiếp một cây nến giờ đỏ đặc như thế này thì chúng ta lại phải tính toán À, chúng ta phải tính toán lại cái điểm ở đây đó là điểm 25.8 các anh chị nhé. À, chúng ta phải tính toán điểm 25.8. VND ở trong tuần cũng khá là tích cực khi mà nó test tích lũy thành công ở vùng 14.2, 14.3 Target tuần thì chúng ta xây ở dựng ở vùng 15 thì nó lên được đến vùng 14.9 ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay Nhìn chung là phiên giao dịch ngày 7, ngày 8 VND test khá là tích cực Do đó tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 14.7 à, Bạn bạn xây cho tôi ở quanh vùng 14.7 này là tốt này Thế còn là điểm xấu hơn thì có thể tính toán là điểm 4, 14.5, 14.6 Uh, Tết đi thành công thì kỳ vọng ở trong thời điểm ngắn hạn ở vùng 15 đến khoảng quanh vùng 15.2 <laughs> FTS cũng đã có cái sự phục hồi khá là tích cực ở trong tuần vừa qua Sau khi mà quỹ cơ cấu và ông có phân tích cho các anh chị cái điểm mà hỗ trợ cái thuật tuần của nó dự kiến sẽ test lại ở vùng 40.5 đến vùng 40.7 Ok, cây đến giờ này có điểm 40.7 các anh chị nhé Và bắt đầu thì nó phục hồi và và chỉ cần một cây đến giờ thôi à, anh chị thì như vậy là FTS đã hoàn thành được cái target mục tiêu vùng phân tích ở vùng 43 bắt đầu quay trở lại backtest chỉnh cung do đó tuần tới đẹp thì test ở vùng 42.5 điểm sau sẽ là vùng 4.8 đến khoảng quanh vùng 42 test thì thành công ở đây mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục hướng về khoảng quanh vùng 44.5 SHS ở trong tuần này và nói chung các tuần trước đây hiện tại SHS không có dòng tiền và nó cứ sai đi ngang như vậy thôi. Và Nhung đã có phân tích cho các anh chị rồi, 14 14 đến 14.2 tiếp tục sideways. Uh, test tiếp thành công thì chúng ta có thể là hướng về vùng 15 và đây các anh chị này, test này nhích lên được tí thì cuối tuần lại 14.1. Tuần tới lại vùng 14 14.2, nói chung là như vậy thôi. Đó, uh, trong trường hợp thủng vùng 14 thì như vậy là chúng ta cần phải phân tích cái điểm hỗ trợ sâu hơn, vượt lên trên vùng 14.2 thì có thể hướng về target ở quanh vùng 15. VX ở trong tuần thì nó cũng khá là mất tay đúng không ạ à, Nó chỉ gọi là sideway thôi Vùng 10.5, 10.6 đây Đúng không ạ Chúng ta đã phân tích đây 10.3, 10.5, 10.6 hỗ trợ Cả tuần ở vùng 11.2 thì lên được uh, suy sát vùng 11 Thì rồi lại quay trở về test Và cách như này thì 10.5, 10.6 lại tuần tới Đây nó test từ cái chỗ này anh chị nhé Đó test thành công thì như vậy là chúng ta hướng về vùng 11.2 AGR trong tuần vừa qua thì khá là ổn đúng không ạ Đây vùng 17.4 này test đẹp chưa 1 2 3 cây nến giờ 3 cây nến giờ test hỗ trợ 17.4 Target tuần ở vùng 18.5 Xuyết soát đạt 18.4 rồi Đấy và nó vượt qua được cái vùng 18 đấy các anh chị nhé nó vượt qua được vùng 18 và nó sẽ hướng về vùng 18.5 Về xu hướng là như vậy à, Với cách thức như này thì chúng ta nhìn thấy hai cây nến giờ à, khá ổn với lực cầu khá là tốt à, Biên 17.8 đến vùng 18 ở đây test tự khá là ổn này và test đi thành công như vậy thì mục tiêu ở đây chúng ta tiếp tục hướng về vùng 18.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 18.8 đến khoảng quanh vùng 19 cổ phiếu VDS ở trong tuần chúng ta có phân tích điểm 19.3, 19.5 là biên hỗ trợ có thời điểm thì có nhiễu qua tí nhưng mà ngay sau đó thì về cơ bản nó vẫn phục hồi và nó test tích lũy này target tuần ở vùng 20.5 đến vùng 20.8 đây là cản chéo thì trên thực tế là nó lên được vùng 20.3 rồi nó lại quay trở lại back test do đó tuần tới thì khoảng quanh vùng 19.6 các anh chị nhá 19.6 cộng trừ đẹp thì nó sẽ test quanh đây mục tiêu sẽ là vùng 20.4 đến vùng 20.6 ở đây thì nó lại uh, nó lại có một cái cản chéo đây đó vậy thì cái cách thức khi mà nó phục hồi nó va vào cản chéo thì khả năng là gì uh, khi gặp những cái điểm chéo này thì nó sẽ uh, có những cái điểm test lại uh, cổ phiếu ORS ở trong tuần chúng ta phân tích điểm 13.8 trên thực tế thì nó lùi uh, sâu hơn các anh chị nó lùi sâu hơn ở à, trong phiên giao dịch ngày 4 nó lùi sâu hơn nhưng mà nhưng mà kết phiên thì nó vẫn động lại ở trên 13.8 tức là nó có những cây nến giờ các anh chị nó ép xuống ép xuống nhưng mà về cơ bản kết thúc phiên đây kết thúc phiên thì vẫn là có giá 13.9 đó nó vượt lên nhưng mà không đáng kể do đó tuần tới thì lại 13.8 đến vùng 14 <laughs> kỳ vọng test thành công vùng này mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì ORS sẽ hướng về vùng 14.8 đến khoảng quanh vùng 15 cổ phiếu MBS ở đây chúng ta thấy rằng là <laughs> MBS hiện tại cũng đang khá là khỏe các anh chị nhé ở vùng 27 27.3 ở trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích cái điểm này và trên thực tế thì nó test ở vùng 27.4 và target tuần thì cũng có nó đến vùng 29 thì nó đã vượt lên để được đến trên vùng 29.5 cộng ở đây thì sau khi vượt qua vùng 29 thì nó quay trở về bách test và phiên ngày hôm nay nó test khá là đẹp với lực cầu khá là ổn định ở vùng 28.8 đến khoảng quanh vùng 29 do đó tuần tới nếu đẹp thì như vậy là gì MBS nó sẽ test ở quanh vùng 28.8 vùng 29 này đó còn yếu yếu hơn thì có thể là nó sẽ test lại vùng 28.4 đến khoảng quanh vùng 28.6 test tích lũy thành công thì target uh, mục tiêu sẽ rơi vào khoảng tầm vùng 30.5 Uh, CTS hiện tại cũng đang khá là tích cực Sau khi mà <laughs> CTS bị rũ thì nó cũng đã có những cái động tác để nó xây nền uh, Trong tuần chúng ta có dự kiến ở vùng 36.5 Ở đây sẽ là biên test kỹ thuật Thì các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch ngày 4 thì nó test đến vùng 36.5 Và sau đó nó phục hồi Đấy, back test, uh, lại hỗ trợ và phục hồi luôn Phục hồi luôn thì cái target tuần cũng có phân tích ở vùng 38 uh, Thì nó đã đạt được vùng, ở đây là vùng 38.5 <laughs> 38.4, 38.5 test tích lũy thành công như vậy chúng ta sẽ có biên hỗ trợ kỹ thuật tuần tới ở vùng 37.3 đến vùng 37.5 ở à, kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng cảng thuật 39 và điểm xa hơn thì có thể vùng 40 nhưng mà trước mắt tuần tới thì uh, chúng ta sẽ ngắm ngắm ở quanh vùng 39 này, anh chị nhé bản tin tuần này thì cũng uh, xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo